Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề cũng khá là hay. Đó là một số những cái từ mà người Việt Nam mình có thói quen phát âm theo tiếng Pháp, nhưng mà lại rất nhiều người lại nghĩ nó có nguồn gốc từ tiếng Anh. Thực ra thì những cái từ này nó xuất hiện ở Việt Nam từ trước khi chúng ta biết đến tiếng Anh. Rồi, ở đây mình có chia làm hai cột. Cái cột thứ nhất sẽ là tiếng Pháp, Français. Cột thứ hai là tiếng Anh, English. Ở đây mình mỗi từ mình đều có kèm phiên âm quốc tế để các bạn dễ theo dõi. Chúng ta sẽ đến với từ đầu tiên, video. Video tiếng Anh sẽ là video. Video tuyệt đối đừng bao giờ đọc là video, video. Video. Từ thứ hai, scandal. Scandal tiếng Anh sẽ là scandal. Scandal. Từ thứ ba, show. Cái từ này đặc biệt ở chỗ là tiếng Pháp mượn với tiếng Anh nhưng mà lại đọc phát âm theo tiếng Pháp. Show thì người Việt Nam mình cũng nói là đi show, show ca nhạc, nhưng mà thật ra tiếng Anh nó lại đọc là show, show. Từ thứ tư, guitar. Guitar, cái âm tờ ở trong tiếng Pháp thì nó gần giống với tiếng Việt. Từ này thì ở tiếng Anh mình sẽ đọc là guitar, guitar, nó hơi khác chút xíu. Từ thứ năm, piano. Piano, cái chữ pi đứng trước một nguyên âm khác sẽ tạo thành âm dẹp, piano. Nhưng mà bên tiếng Anh thì sẽ tách ra, sẽ không có đọc là piano mà đọc là piano, piano. Nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai. Từ thứ sáu, cooper. Cooper nghĩa là một cái cúp, một cái phần thưởng, hoặc là một cái, người Việt mà nó là cái cốc, cái cốc uống nước á. Nó cũng từ này luôn, cúp. Bên tiếng Anh nó sẽ là cup, cup. Từ thứ bảy, source. Source nghĩa là cái nguồn. Bên tiếng Anh sẽ là source, source. Từ thứ tám, charge. Charge tiếng Anh sẽ là charge, charge. Thì cái từ này bên tiếng Pháp á, là nó xuất phát từ cái động từ charger, có nghĩa là sạc, nạp năng lượng. Rồi từ cuối cùng, sauce. Sauce nghĩa là nước sốt. Nước sốt bên tiếng Anh sẽ là sauce, sauce. Thì hai từ này, hai từ này người Anh người ta sẽ đọc giống như nhau luôn, đều đọc là sauce. Thì người Mỹ thì hơi kéo dài cái chữ này, có M đây, sauce. Đó là một số những từ mà người Việt Nam mình thường phát âm theo tiếng Pháp, theo thói quen từ xưa tới giờ, chứ không phải là tiếng Anh. Mọi người lưu ý nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.